vô luôn cái xác nó coi. Cầm vô luôn. Năm tới không được, năm tới chút xíu à, nó vô cái cây cái tre rồi. Cho vô cái tre luôn, cho vô cây tre càng cứng nữa. Ghét sư. Anh Ba ơi. Mấy cắt. Đây nè, không em có ở đây ở có tại chỗ nào chị trên đó đó, trên đây đóng đó đó. Ốp cái đó là để chi anh? Cho nó sát em. Cho nó sát chân vô. Không có, hồi lúc trước xây ốp cái đó là chi, nó em thấy nó có dính líu gì. Kiểu. Cái kiểu hả? Có tay cầm ở, có tay cầm dễ không chết. Coi chừng kẹt tay anh nha anh Đùng. Quay qua bên kia, quay qua. Hai điều, đi hai điều luôn. Nó đàn hồi gì sao anh Ba? Chú sức cô là cô. Chào anh chị, hôm nay thì đã 2 ngày cuối cùng cũng đã hoàn thành lại nơi trùng tu ở những nơi xuống cấp của miếu bà ấp Hòa Thuận. Thì Phúc cũng xin thay mặt cho ban trị sự miếu bà cảm ơn các bạn Hoa Sen, gia đình Hoa Sen đã bỏ 2 ngày công vô giúp chú Phúc để trùng tu lại miếu bà như ngày hôm nay đẹp khang trang như thế này. Cảm ơn bạn Trang và bạn Vi đã tài trợ cho bạn Bi có máy bơm và các dụng cụ khác, các bạn rất là tuyệt vời.